Bữa mời anh chị theo trong bữa đi nhổ câu cả nhà sáng này. Cắm cái đường Hương Sen này cả nhà. Mà nước nay quá, không biết sáng có dính hay không. Nước nó gút, nó lờ, nó gút khô, chắc lại sáng nó đầy mà rồi. Nước lưng mắc khờ quá. Nước giờ câu muốn chết luôn. À, chiều thấy qua sáng hoàng hôn thấy đẹp quá vậy. Mặt trời lên tới đó. Đi đồng hành mình con cháu mình nha. Lần đầu tiên cái nhà ơi. Nè cái nhà ơi. Thôi mình tưởng cái gô chứ. Con thấy nó không gị. Nó kéo kéo lại tưởng cái con nó ăn con nhái. Ai à. Luôn. Con xin cái lóc mà nó có rượu. Con thấy con nhái còn nguyên nè. Một em. Một em này con khúc nhìn đảo à. Ừ, cái lóc đồng á dưới mương mà. Ui quay. Một chú. Vô túi. Vô về đợi anh thôi. Mình thưởng cái gô không kéo gì. Mới nhỏ con cần đứt lử nè. Bỏ từ hôm giờ mấy tiếng đồng hồ mới ăn đứt lử luôn. Ủa quá. Lúc nữa rồi nè. Sảy rồi. Đụng cần với nước luôn rồi. Gì nặng gì? Ờ, uổng gì? Liệt không? Đâu? Ôi! Quá bự! Con hết vàng khè luôn. Bự bằng mấy trước không cậu? Bự hơn. Wow. Còn thứ hai. Em ớt. Ừ. Anh đập bự ghê không? Anh đập nó có hầu này. Cái hầu đen này. Nó kêu à. Ép nó đó. Cậu sao nó giật kìa? Cái gô giật. Trời ơi, còn có cái đầu không luôn. Cái gô nè. Trời chiếu mưa thì khóc. Biết đâu, bên này gì nè. Để cái nhà ơi. Dính không, dính không? Trời ơi. Con này sao đen xì luôn. Chết cho con. Có lóc cứng. Bỏ túi bà, kiếm cá ăn quý vị ơi, trong mùa dịch này khó khăn quá. Cần câu rồi giờ. Ôi giời ơi. Chết sảy quá. Còn còn cái nha. Hết thấy gì mà quần khí ghê. Y một em nữa. Đã. Thấy con này trắng tư nhìn đảo à. Nó sức à. Dính lẻo à.
xíu nè, vô túi, vô đội anh thôi. Đây cảnh các bạn nông dân cảnh sới chuẩn bị xa lúa rồi các nhà. Giờ là tầm đó ai cũng ra đồng mới không. Thật nhá cầu à. Thật cầu rồi con đi. Rồi. Con gì vậy? Con gì á? Trời ơi. Gì mà kéo ghê hả? Ôi 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 ôi. Mà cũng bự mà. Ê con chú trùm á, mà nhỏ hơn ếch hôm ở nhà. Ếch hôm mà đi lắm. Còn thứ nằm xịn, hết bự. Bàn tay vậy. Mình nè. Quá đã. Hay vậy. Hết rồi bằng hai bàn tay hết hồn không? Cái giò nó che lại nè. Mày hấp trộm gỏi tiếp. Nhức nách. Nhức nách luôn, hấp lá chốc nữa. Nhức nách, nhức nách. Nữa ừ, nó gỉ dưa, gỉ dưa. Để chỗ này là ít không? Ồ, chưa thấy gì hết, thấy cái giò thôi kìa. Ui, một em nữa. Em này cũng trọng nè. Ôi, mắc luôn con nhái rồi. Ăn mà bệnh không bằng tái mà. Bụng bự. Không có nhờ, ít này hấp lá chốc trộm rỗi như ăn như rà vậy, ăn như gà nồi mình mà xé phai ra vậy, xé ra trộm vô găm á, trời ơi, sướng miệng. Ui con cá gì cả nhờ, ui cá, ui, ba cặn ba con cả nhờ, ui, trời ơi, đi, cá lóc. À, cặn cảnh gì đó, nhìn mới đã nha. Ba cặn ba con luôn. Ồ. Kéo lúc cặn. À, cầm đi coi. Để lau quán sức ạ. Đi lên cái cây này, đờ cậu mình lên. Ấy trời nha. Cái cỡ thằng lứa hả nha. Lâu unu chỉ mới gọi là cách ẩn chứ. Unu mỗi ba càng ba con liệt lạc luôn trời hên rồi. Hai con ếch cá lóc đây nè. Đã trứng. Hai con ếch trà lá nơi con cá lóc. Đã nha. Ôi dồi ôi. Dơ túi. Sáng kiếm ăn được cả nhà. Hồi tối thì được 5-6 con ếch với 6-7 con cá vậy đó. Đây ruộng này sắp xả lại cho cả nhà. Như này chỗ này xả ra rồi nè. Thì chuột nè. Đây chuột nó dữ lắm nha. Rồi mình đó là cò nhóc trên khu gần rồi. Con kéo ra. Kéo rồi nó ta bung ra. Nè cái này. Đó cò quá trời luôn rồi. Cò thấy không? Wow. Gần lại. Cái gần con thấy nó lắc rồi. Cái xe nữa quá nha ơi. Này chắc mớ xảy quá. Đọt ớt hay nào đi. Có nghẹp luôn. Đọt ớt. Này chắc mớ xảy á. Xảy. Cá nhỏ nhỏ, cá non nó ăn dễ xảy lắm. Nữa quá nha ơi. Xảy nữa là kéo nè. Cái này coi nè. Ôi dồi ôi. Quán cốc càng luôn cái này cá. Này cái cá cũng trọng nè. Cá non á, nó ăn là sức mất rồi. Cái cá bự cá già ăn là dễ gì, chìm nó như chiếc lưỡi thôi.
câu ấy hả? Trầm. Sáng được mấy chú này đã ấm bụng hết mấy dính này. Dính mua hết. Ui. Thấy không? Thấy rồi, coi đây. Dễ dữ rồi. Cắm đầu cắm đất luôn. Lúc rồi là cái này đó, cái này con cá con hết gì hết nè, hết ơi, con hết, con hết, hết bự hay gì sao văng phèo dưới đây. Ừ, cái to sao á. Ôi 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 ôi, cái này nó bự hơn hết hôm đó nè, tải cho nó hôm được cái nhà. Ôi rồi ôi ôi trời, hết bàn tay mình khá nó luôn cái nhà. Ê, dính cá gô. Ôi, ôi nó ăn cá gô quá nhà ơi. Bởi vì bụng nó bự. Hên phải chụp kẹp. Thôi, bán rẻ hết. Nó ăn cái gô cái gì, bởi vì bụng nó bự. Con nhái mình bị cái gô ăn rồi. Hết hồng cái gô luôn. Lụm luôn hả? Ui ui ui, mai, cậu mình nhanh tay. Nhanh á, thôi đây vậy. Không là gọi luôn. Hết nó bự. Không là gọi luôn á nha. Bằng bàn tay á cả nhà. Bằng hồi tối không? Cỡ đó bạn nhỏ hơn chứ không bự hơn đâu. Ok, bự dữ lắm sao? Ừ. Đã không vậy? Xíu rồi. Vẫn rẻ. Nó ăn cá gô nè. Cá gô làm nó chuyên nghiệp, thả ăn cá gô luôn. Chết rồi. Càng cuối cùng quá nè. Ghê không? Cá gô mà lớn mảnh mà ăn ghê không? Cá gô cũng bằng nó tay mình mảnh mà ăn đó. Nó nuốt mất tiêu luôn chứ. Chụp kẹp. Cái này là đâu phải nó dính vô lưỡi câu rồi đâu phải không? Chưa dính lưỡi. Chưa dính lưỡi, nó chỉ ngậm con cá mình. Nó ngậm cá à? Nhưng... nó nhảy nó mệt sao, nó nhảy không nổi. Bị chụp lại. Hết câu luôn hay gì? Hết câu luôn quá cái nhà. Nhớ còn cần hết hay gì? Rồi hết câu quá nha. Mình xin đáp máy rồi về mình đổ cá giác ra cho cả nhà xem nha. Tổng kết buổi sáng mình được nhiêu nghe phần 2 nha cả nhà. Sáng mà thưởng thức cảnh đồng mương sen này cả nhà, nhìn nó thoải mái. Lần kia đó, lần đó có hai ba cái bông bành bành nè. Và nay phần hai giấc sáng cũng im cái nhà, 4-5 cá với đâu 4 ếch bự nữa. Ếch này về bóp cỏi tiếp. À, bông cái nhà bông bự đó, thấy bông bự không? À, à bông ha, không cái bông này kia bự quá trời luôn. Sen này là cũng là thơm phức, sen là quý nhất, các loài bông. Chú già cùi nè cả nhà. Thưởng thức nãy chú già cùi. Hai buồn luôn. À, hai buồn luôn. Cùi bông bên bờ thì dữ. À, bông sen đẹp không có gì. Wow. Cắm mình cắm dưới cái đường sen này cả nhà. Đây này dài, dài lúc ở dưới luôn. Khúc dưới nó không có à, có khúc này không à. Cái nhà ơi. Cô cũng mấy con trình này cái nhà. Tiếc nào chứ nấy bự bự không. À, về tới nhà cả nhà. À, bây giờ mình bắt cá ở nhà xem nha. Để mấy ngày được rồi. Sao ngày? Được 4 con cá nha, chứ mấy ngày ếch. Được cá được 4 con cá à? Trời ơi, bỏ hết rồi. Có ếch bỏ ở đây lại rồi. Mẹ cầm cá này bỏ hết rồi. Có con cũng bự quá kìa. Bự nhất. Một em ếch. Ôi dồi ôi. Cái con nãy nè. Bự nha. Ếch dính câu rồi, có con nhỏ. Còn đó xíu nữa là gọi luôn rồi.
Ờ, con nào cũng bành bành con. Ít hầm, ta lột ít ấy mà có con nào bự, nhỏ rồi. Ít cành cành không? Bốn ít, bốn cá ốc cả nhà. Rồi. Rồi mình kết thúc cái clip đây nha cả nhà ơi. Thì có chế bón, chế biến món ăn gì cũng sẽ quay tiếp nhà xem nha. Buồn không có gì ăn ra ngoài hai. Đây thành quả mình đi cắm câu rồi cả nhà. Cá lóc với ếch chiên muối chiên. Còn đây cũng là cá lóc nữa mà cá lóc nấu canh đu đủ. Mùa dịch này ăn vậy là quá ok rồi quý vị ơi. Chứ có gì đâu ăn, đi ngoài hai cây đu đủ vô nó. Hai đu đủ nhà ăn, bẻ rau muống, sáng đi bẻ rau muống cũng bị ta xịt thuốc nữa. Muống nhiều lắm mà bị ta xịt thuốc, ta xạ lúa lại đó quý vị. Ếch, kiều nữ chiên, cá lóc chiên, cá lóc cà chua. Hôm hôm cắm cũng được tổng cộng hơn cái cá ha. À, 4 con, 2 con, 6 con, với kia 4, 5 con nữa. Cũng vậy hơn chục con cá lóc. Với mớ ếch, chút hơn kia ếch, ếch bành bành nhưng mà ếch thì chiều nay nó làm hấp lấy chút nữa quý vị ơi. Hấp lấy chút ăn nó không ngán mà nó ngon. Chứ chiên ngày xào nó ngán quá. Béo ngậy luôn, bây giờ... chơi cái đĩa tới chừng nằm ăn này với cái nhà xem nha. Cái nó sôi ột 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 luôn rồi cơm ăn cơm ở nhà mở nhà ăn cơm nha. Ngon. Mở nhà nha. Lóc mầm cắm cầu nữa. Lóc chấm bánh chồng sướng không? Không tỏi nữa. Bây giờ không tỏi sẽ tăng lập nữa. Đã đi bán cầu mười đó. Nhưng mà dính nào? Bên Đồng Tháp là bắt đầu đỏ luôn rồi đó. Đỏ con nhỏ 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 nhỏ. Chúng đào cá rồi, lại cũng mời là quay à.